Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một trận đấu khác ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, Anh, trận đấu giữa câu lạc bộ Arsenal và câu lạc bộ Leicester City. À, thưa quý vị, Arsenal đang có một chuỗi trận thăng hoa với 9 trận thắng liên tiếp và họ còn được chơi trên sân nhà. Trong khi đó thì Leicester họ cũng đang có phong độ khá phập phù kể từ đầu giải và không còn bóng dáng của nhà vô địch ngày nào nữa. Sau 8 trận Leicester đã có 4 trận thắng và 4 trận thua và hiện nay thì họ đang xếp thứ vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng với đến với đội hình dự kiến của hai đội. À, Arsenal cũng sẽ ra sân với đội hình mà họ đã đang chơi rất là tốt trong thời gian vừa qua, gồm có Lacazette đá cắm trên hàng công, phía sau lưng sẽ là Aubameyang, Ozil và Ødegaard cùng hàng thủ là Saka và Torreira. À, trong khi đó ở hàng phòng ngự Montreal, Mustafi, Rob Holding và Bellerin cùng với đó là thủ thành Beleno do Patrick vẫn chưa hồi phục chấn thương. Và đây là đội hình của các cầu thủ ở Leicester City. À, phía bên phía Leicester City thì vẫn còn đó Vardy và phía sau lưng của anh sẽ là Gray, Madison và Gezan những bản hợp đồng mới. À, hỗ trợ ở phía sau là Mendy, NDD cùng hàng thủ là Chilwell, Maguire, Morgan, Pereira và thủ thành đó là Smaisen. <laughs> tỷ lệ mà nhà cái đưa ra lúc này đó là arsenal chấp leicester city một hòa tôi có thể coi rằng đây là một tỷ lệ khá cao à, bởi vì arsenal dù họ luôn biết cách ghi bàn những hàng phòng ngự của họ và vẫn chơi không tốt và nếu như leicester city họ chỉ cần chơi chắc chắn như với cái lối đá của họ và chơi phản công thì rất có thể họ cũng sẽ có điểm trước arsenal à, tuy nhiên tôi vẫn sẽ lựa chọn arsenal ở trận này bởi vì rất có thể rằng arsenal sẽ thắng cách biệt tối thiểu <laughs> tỷ lệ tài xỉu của chúng ta đó là 3 1 phần tư sức hủy diệt của Arsenal đến lúc này thì không phải bàn nữa chỉ tính 8 trận tại giải ngoại hạng Anh thì Arsenal có tới 19 bàn thắng. Đây là một con số vô cùng khủng khiếp và vì vậy thì trận đấu tới hàng thủ của Leicester sẽ phải hoạt động vô cùng vất vả. Dự đoán là đây sẽ là một trận đấu mà có nhiều bàn thắng ở hiệp 2 và tôi cũng đưa ra dự đoán kết quả của trận đấu này. Đó là Arsenal sẽ thắng với tỷ số 2-1. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Big Best dự đoán cùng thể thao văn hóa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình tiếp theo.